Dạo này sao mấy em gái đẹp trên Facebook có tràn lan dữ vậy trời? Nhìn đã mắt. Dạ, em chào anh. em muốn cái gì? À, bia. Chắc em vô lộn quán rồi, đây quán cà phê không có quán bia. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy thôi anh cho em nước ngọt đi. Nước ngọt đi. Rồi anh món cho em hay em món ngược lại cho anh giống như hôm bữa đó. Được không? Sao câu gì quen vậy ta? Mai. Ủa em. Hả? Đáng lẽ giờ này em phải làm một quán mây hồng. Tự nhiên sao em biết chỗ này mà qua vậy? Biết sao không trời. Anh cho em địa chỉ mà. Trời ơi, anh cho em địa chỉ hồi nào? Phải thằng Bình không? Phải thằng Bình đưa không? Thằng Bình này chắc chắn nó sợ vợ nó hại bạn đây. Em mời em ngồi. Qua đây. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. Vậy mục đích của em tới gặp anh là cái gì? Trời ơi, anh phụ vàng quá, anh hứa với em cái gì anh không nhớ hả? Cho tôi qua tới đây luôn, qua tận mặt luôn, hỏi tao qua đây chi vậy? Anh có hứa cái gì mà sao anh không nhớ ta? Thì bữa đó, anh nói là anh không có nhiều, anh chỉ có một chút ít thôi. Anh hứa anh cho em 50. Hiểu rồi. Được rồi. Đây. 500 nè, 500 nè, em cầm đi. Rồi em đi về nha. Ủa gì vậy? 50 triệu. Trời ơi là trời, anh nghĩ sao anh đưa cho em 500 vậy? Cái gì mà 50 triệu? 50 triệu đâu ra? Trời. Vậy mà bữa đó anh nói với em sao? Ôi nhà, anh giàu lắm, anh là chủ tiệm của một tiệm cà phê hả? Bự nhất Sài Gòn này. Anh hứa sao bây giờ nghĩ sao anh đưa cho em 500? Em không biết bây giờ không có 50 có lẽ em ngồi hoài luôn, ăn dạ lên luôn rồi. Em ơi, em cũng phải hiểu thông cảm chứ. Bao nhiêu thằng đàn ông bước vô cái chỗ đó thì thằng nào cũng chém gió. Em hiểu, em cầm đỡ 500 đi rồi em đi. Em biết bây giờ anh có chém gió hay chém cái gì em không biết, nhưng mà 50 em mới đi. Em ăn dạ đi luôn. Bây giờ đó anh làm sao làm thì không biết, em ngồi luôn nè. Chết rồi, vợ anh về rồi. Ủa gì? Sao anh nói với em vợ anh chết rồi mà? Hả? Trời ơi, đàn ông chém gió em đừng có tin. Anh lại em bây giờ, vợ anh vô em đừng có nói gì hết. Em đừng có nói gì hết nha. Honey. Nhưng mà Honey, hôm nay đi làm em muộn nhớ anh quá cơ. Hôm nay thế nào? Ai đấy nhỉ? Trưởng phòng của anh. Đây là trưởng phòng của anh. Sếp mới, trưởng phòng mới. Sếp mới trông trẻ thế anh. Còn trong trà đó. Nè, đừng có hả bậy bạ mà lỡ làm mất công việc của anh nghe nha. Nói đàng hoàng em. Đây em, đây là trưởng phòng mới biết sao. Người ta trẻ là do người ta tuổi trẻ mà tài cao. Cho nên là thăng chức là nhanh lắm. Đúng không em? Quý hóa quá cơ, hôm nay dòng đến nhà Tom. Dạ. Thế hôm nay là chắc công ty có chuyện gì cũng quan trọng lắm, cho nên là chị phải đích thân đến nhà chúng em đúng không? Dạ đúng rồi, em là sếp ở không, tôi là sếp của anh Tú. Sếp. Thật ra thì chuyện nó như vậy, anh Tú làm thất thoát của công ty 50 triệu, cho nên là hôm nay tôi rất đích thân tới đây để gặp anh Tú để giải quyết cái chuyện này chị ạ. Anh làm cái quái gì mà anh thất thoát 50 triệu tiền đâu mà trả? Bởi vậy anh mới rối quá nè. Bởi vì giờ anh phải thương thuyết với lại trưởng phòng coi có cách nào mình giảm cái thiệt hại xuống không trưởng phòng. Giảm được không chị? Chứ 50 triệu nhiều quá, đúng em không? Nhà em không giảm có tiền. Giảm hả? Vâng. Được, tôi thì cũng không có khó tánh gì mấy. Muốn giảm thì cũng được, mà anh muốn giảm bao nhiêu? 1 triệu. Anh bị điên rồi, nợ người ta 50 triệu, trả 1 triệu đứa nào nó lấy. Ấy giờ anh nói chứ. Quên, thôi 1 triệu đấy chị ơi. Ôi nhà em khổ quá mà chị. 1 triệu hả? 1 triệu. 50 triệu nhiều quá. Thôi được. 1 triệu đó. 1 triệu thì 1 triệu, bây giờ giảm 1 triệu, còn 49 triệu. Sao thế? 49 triệu nó 77 49 đấy chị, giống như người ta kiểu gì đấy bị đi tang ấy mà 77 49 cái số đấy nó không anh Tú cũng gần như giống nó vậy. Không may mắn chị ó. Thôi bây giờ thế này. Thôi bây giờ là mình lên trên phòng chơi, đi lên trên phòng tôi, nhà phòng có cái phòng dễ thương lắm. Oh yeah. Lên đấy ngồi hóng gió để xong rồi hai chị em mình có gì tâm sự với nhau đấy, xem là ông có ổn hay không thì mình tìm cách cùng giúp đỡ nhau đi. Đi đâu
cũng được chứ, đừng có lên phòng. Tại sao? Lên phòng đâu có gì để làm đâu mà lên. Thôi bây giờ lên phòng khó quá, thôi nói đây luôn. Lên phòng đi, nói gì nói đi. Bình tĩnh, để phụ nữ giải quyết chuyện với nhau nhá. Đi. Nhưng mà tôi không biết vậy, hai người tính làm sao đó đưa cho tôi 49 triệu. Ê thôi bây giờ chấp nhận trả 49 triệu. Chị cứ đề nghị với công ty đường hoàng chính chính trên giấy tờ, mỗi tháng trừ lương của anh ấy 500 nghìn. Trời đất ơi, tôi trả bao giờ mới hết 49 triệu. Khoảng trăm tháng á. Anh giỡn mặt á hả? Nghĩ sao vậy trời, cái nhà to đùng như vậy mà nó không có 49 triệu, ai tính? Nhà này có phải nhà của anh ấy đâu chị. Em lại càng tệ, em là phận làm dâu đi vào đây hai bàn tay trắng. Đấy, cả cái nhà này là của mẹ anh ý, cái quán cà phê là của mẹ anh ý, rồi tất cả tiền nong ở trong nhà này là của mẹ anh ý. Nhìn này thôi chứ, nhà đây để túi đây, chả có cái đồng nào trong túi này chị. Nhìn này, lại chém gió nữa rồi, trời ơi. Thôi em có chém đâu chị, em nói thật chứ. Không, em thì nói thiệt. Ý chị nói là không có gió, phòng này nóng quá, nực quá. Trời ơi, chói quá. Trời ơi, chói mà sáng hết cái phòng này luôn đó. Ôi trời ơi. Đóng kín cửa mà chị. Không, ý chị nói là cái nhẫn trên tay chị nhà kìa. Trời sao mà nó sáng dữ vậy? Cảm ơn chị, đẹp không? Đẹp, trời ơi. Bố em mua làm hồi môn đấy. Đẹp mà nó còn lạ nữa em ơi, công nhận. À đúng rồi, hay là em cho chị mượn đeo thử được không? Có gì chị em về nhà chị làm mẫu. Không chị ơi, nhẫn này vợ em đeo lâu năm rồi, 3-4 năm rồi. Giờ nó giống như là có cái tì ở giọng á, lấy ra khó lắm. Không. Anh thì người ta, chị, em cho chị mượn xong chị nói giúp với sếp tổng giúp cho chồng em nữa. Trời ơi, bởi vậy thấy vợ dễ thương chưa? Mà em thấy chồng em chưa, chị nói ngay từ ban đầu rồi, chị dễ tính lắm luôn á. Mà có bộ hơi khó khăn á, chị cảm thấy hết vui rồi. Thôi chị cứ nói, chị hứa với em là chị nói dùng với sếp tổng bớt tiền trả lại của anh ấy. Tôi nể vợ anh đó nghe chưa, mà công nhận á, em cho chị mượn đeo thử được không em? Được chứ chị. Trời ơi, đây cho chị đeo thử nha. Trời. Đeo không chị? Thôi. Giống như là nó đặt sẵn cho chị đeo vậy đó em. Trời đẹp vậy sao? Em cho chị mượn nha. Chị đem về chị làm mẫu, hoặc có gì á mai mốt chị lên công ty chị đưa lại, rồi anh Tú mang về nhà lại cho em ha. Xong chị nên nói với sếp tổng cái vụ đấy nhá. Đó chắc rồi, cái đó là chắc luôn. Bây giờ chị đi nha. Chị cảm ơn em nhiều lắm á, trời ơi. Hôm nào chị mang lên lại công ty để anh ấy lên anh ấy lấy lại. Chị sẽ liên lạc với anh Tú ha, được không ha? Chị đi nha. Không mấy vậy đi. Để em đi với chị rồi em sẵn em đem về luôn chứ đỡ mất công chị quay lại trả ha. Em thấy chưa? Em thấy chồng em chưa? Bây giờ giống như chồng em là nghi ngờ chị lấy chiếc nhẫn của em vậy. Chị trả nè, chị trả lại cho em luôn, chị không có đeo nữa. Không, là tại vì là anh ấy lo cho em. Anh ấy cái gì của em, anh ấy cứ yêu, anh ấy sợ người ta cầm thế thôi. Anh cứ nhát chết như thế, người ta mượn rồi người ta trả lại, hiểu chưa? Nhiều khi người ta không trả. Người ta thương, người ta về, người ta nói với sếp tổng cho mình phải biết ơn. Sao này, thế thì muốn trả 50 triệu hay muốn cho mượn nhẫn? Bây giờ tôi không về nữa, tôi ở lại đây luôn nè. Được rồi. Chị cầm nhẫn về đi. Không. Thôi chị thôi, chị vui rồi. Em cho chị mượn nhẫn, chừng nào chị trả cũng được. Khi nào kiếm được thợ lành nghề mà lấy mẫu tốt rồi thì chị mới mang trả cho anh ý, không sao cả. Tôi nói thiệt là tôi nể vợ của anh đó nghe chưa. Cái gì đâu mà thiệt, mà chị nói cho em biết nha. Về nhà tắm bổ lại cho chồng mình đi, mặt mày tái xanh tái mét hết rồi kìa. Chị về nha, ủa sếp về nha cưng. Cảm ơn chị nha, chị nhớ nói với sếp tổng giúp em ạ. Rồi xong. Anh làm cái gì thế? Em đã tìm cách giúp như thế rồi mà cái mặt thì ngơ ngác, cái mặt kiểu gì đấy hả? Sao tái mét thế này hả anh? Sao thế anh? Chị ơi mẹ. Ô. Đấy, hai người đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Em đi lên công ty của anh. Đi lên công ty hả? Lên công ty để đòi nhẫn của em chứ. Em có gì mình tỉnh em. Em ngồi xuống đi. Chuyện đâu còn có đó, tự nhiên em đụng em lên công ty anh chứ vậy? Chứ anh nghĩ chả có một cái công ty nào, một cái bà sếp nào mà mượn nhẫn quen đến giờ này một tháng rồi không trả. Thì thôi bây giờ mình có lên công ty thì cũng vô ích thôi. Cái sếp của anh á bây giờ
không có công ty đâu, đi công tác rồi. Mà nhiều khi công tác mấy năm sau mới về được thôi. Bây giờ nè mẹ thấy nè, mẹ thấy cái vấn đề này hơi kỳ nha. Dạ. Cái nhẫn của nhỏ mắc mới gì mà mượn cả tháng trời. Còn con nữa, mỗi lần nó kêu lên, nó đòi nhẫn là con cản lại là lý do gì? Con giấu gì nó vậy? Hả? Nói mẹ nghe coi. Con đâu có giấu cái gì đâu, chẳng qua là bây giờ có muốn lên thì người ta không có mặt ở đó. Tại vì người ta đi công tác. Người ta đi công tác mà, ở nước ngoài mấy năm mới về. Ráng chờ đi. Không, cái đó là lý do cũng hợp lý đó con. Bây giờ nước ngoài sao trả? Thôi kệ nó, con chờ khi nào người ta đi về ta trả. Mẹ ơi, làm gì có công ty nào mà đi công tác từ mấy năm trời. Cái này là rõ ràng làm gì gian dối. Đúng rồi, mới phải đi trốn. Đúng rồi. Làm gì có cái chuyện mà sếp còn bỏ công ty đi mấy năm trời con. Em không nói chuyện với anh nữa nhá, đừng cản em. Em sẽ lên thẳng công ty đấy, em nói chuyện. Còn nếu như bà ấy không có mặt ở đấy thì vẫn còn ba của bà ấy, đúng không? Em sẽ gặp trực tiếp tổng giám đốc công ty. Đúng rồi. Vậy đi con, quyết định như đi. Mẹ thử nghĩ đi. Bây giờ vợ con mà lên gặp cái tận tổng giám đốc á, mọi chuyện nó bể ra, cái chuyện nó nhỏ xíu à, tự nhiên trình lên tổng giám đốc rồi bể ra con mất việc sao, đúng không? Mất việc không có được đâu. Không sao, em nói anh nghe, cái công ty mà đến mức mà sếp phải đi mượn nhẫn rồi chuồn như thế thì anh không có gì mà anh phải làm việc công ty đấy. Công chính ty xác đáng để làm việc. Chính xác, anh cứ nghỉ việc luôn cho em. Đúng, em đi xin cho anh một công việc khác đảm bảo phù hợp với trình độ sức khỏe của anh hơn. Chính xác. Việc gì con? Bảo vệ chi nhánh mới của con. Bảo vệ hả? Đảm bảo được nhận ngay. Không, mày nghĩ là cái phọt con là được đó. Người ta nhìn là người ta chịu. Nhưng mà cái khuôn mặt của nó thì hơi khó con ơi. Cái mặt này bảo vệ người ta không có tin. Thì bây giờ thì nghỉ việc thì cứ đảm bảo đi xin một công việc khác. Như thế anh vừa được gần em, đúng không? Nhưng mà bây giờ, ủa nhưng mà tại sao con lại có thể thì con cứ để nó lên, nó đòi đi. Đúng, bây giờ con đi. Tất cả mọi người bình tĩnh. Thiệt ra là cái nhẫn nó mất rồi, không có đòi được đâu. Ủa? Lý do? Sao lại mất nhẫn của em? Thì con nhỏ nó đi mất rồi. Ủa? Thì thế mới lên gặp tổng vì giám đốc. Vì một cái con nhỏ đó là con của tổng giám đốc hả? Vâng. Mà vì một cái nhẫn thôi hả? Mà nó lại biến mất như vậy, đi trốn ở nước ngoài luôn hay sao? Mẹ không hiểu gì hết trơn. Thì để em lên em nói chuyện với ba của nó. Có, thì thiệt ra là không có con gái của tổng giám đốc nào hết á. Chứ là ai? Nói ra phòng cha, nó có phải trưởng phòng của con không? Cũng phải trưởng phòng luôn. Thì bây giờ mệt quá, nói tóm lại là con nhỏ đó là con nhỏ nào để mà người ta biết ta lên đòi. Con nói ra chắc chắn hai người sẽ hả? Nhỏ đó là tiếp viên với em. Hả? Biết lỗi. Bên ta, ta khi ta khó khăn nhất vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, mong tối từng xu nè. Nào thì cha xét như hoàng thương.